lương 14 triệu, 15 triệu thì có mua được nhà ở thành phố Hồ Chí Minh hay không? Thì thưa với anh chị và các bạn là câu trả lời là mua được nhà ở thành phố Hồ Chí Minh và nên mua. Vậy cái câu hỏi được đặt ra là ở độ tuổi 28, lương 14 triệu rưỡi tới 15 triệu thì mua nhà ở Sài Gòn bằng cách nào? Và chúng tôi xin được chia sẻ với quý anh chị và các bạn trong cái video ngày hôm nay như sau. Đây là cách mà rất nhiều người đã làm được và bạn thì cũng nên tìm hiểu và tham khảo để làm theo. Thưa với anh chị và các bạn thì chúng ta bắt đầu từ cái câu chuyện đó là hiện nay thì với cái mức sống bao nhiêu thì đủ cho những người đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì theo một số các cái tìm hiểu của chúng tôi về các cái khoản chi tiêu thông thường của một người mà có thể sống được ở thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ trên cái dữ liệu của một số thu thập của một số anh chị em và các bạn, đặc biệt là các bạn sinh viên, thì với cái mức sống trung bình cho năm 2018, sinh viên hoàn toàn có thể sống được, đó là mức khoảng 5 triệu đồng trên một người thì hoàn toàn sống tốt được ở thành phố Hồ Chí Minh. Với cái chia thu nhập cụ thể như sau: nhà trọ thì khoảng 1,5 triệu, điện nước 3 triệu, tiền ăn từ 1,5 tới 2 triệu, tiền mạng và tiền điện thoại khoảng 200.000, xăng xe đi lại thì khoảng 300.000, gia vị, ga, xà phòng, dầu gội thì khoảng 200.000, tiêu vặt thì tùy điều kiện mỗi người, trung bình nó nằm ở khoảng 1 triệu. Thì mỗi tháng thì chúng ta tiêu hết khoảng 5 triệu cho năm 2018 là sống được ở thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là với sinh viên thì khoảng 5 triệu là sống tốt. Thì với những bạn ra trường sau khi là gọi là mài dùi kinh sử ở nhà trường với 4 năm hoặc 5 năm ăn tiêu và gọi là sử dụng cái tiền chu cấp của cha mẹ để đi học, thì mong muốn của bất kỳ một bậc cha mẹ nào thì cũng muốn rằng là con mình ra trường thì sớm thành đạt. Và cái việc sớm thành đạt đó nó tùy thuộc vào cái phương pháp và cách thức, không phải là bằng cái việc là làm giàu nhanh, đánh quả hoặc là vi phạm pháp luật để có thể làm giàu. Cách tốt nhất để chứng minh với cha mẹ rằng là mình đã thành, gọi là thành đạt cũng như trưởng thành, là việc sở hữu một căn hộ để chuẩn bị cho cái câu chuyện gọi là lập gia đình cũng như là những câu chuyện của tương lai. Với cái việc là sở hữu được một cái căn hộ khoảng 1,5 tỷ đồng chưa cần cái sự chu cấp của bố mẹ thì chúng ta đã khẳng định rằng là mình đã trưởng thành cũng như là đền ơn cái những gì mà bố mẹ đã gây dựng, đã cùng lợi lại kỳ vọng. Thì vấn đề nó như sau: sau 4 năm học thì chúng ta ra trường ở cái mức độ tuổi khoảng 22, chúng tôi cho rằng là anh chị và các bạn là đâu đó là phần lớn chúng ta đều mất khoảng đâu đó 1 năm để tìm kiếm và tìm một cái công việc phù hợp cũng như là mức lương phù hợp. Không kể những người có mức thu nhập thấp, tức là gọi là không kiếm được công ăn việc làm, thì chúng tôi tính từ những người, những bạn sinh viên mà ra trường kiếm được một cái công ăn việc làm được gọi là tạm tốt, ổn định ở cái mức lương 9 triệu thì chúng tôi cũng tính được cái mức 9 triệu từ việc là năm nay là anh chị và các bạn 28 tuổi có mức lương là 14,5 triệu thì 5 năm trước với cái mức lương trung bình tăng mỗi năm là 10% thì anh chị là có mức lương khoảng 9 triệu. Thì với mức lương 9 triệu ở độ tuổi 23 thì cách chi tiêu như thế nào và tiết kiệm ra làm sao để chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu căn hộ 1,5? Anh chị và các bạn tiếp tục đừng rời khỏi màn hình để chúng tôi chứng minh cho anh chị thấy rằng là 14,5 triệu ở độ tuổi 28 thì hoàn toàn đủ năng lực cũng như là nên sở hữu một căn hộ 1,5 tỷ đồng chưa có sự trợ giúp của bất kỳ ai bằng cái năng lực của chính mình. Như sau, tiếp tục là câu chuyện 23 tuổi với mức lương 9 triệu thì sinh viên thì chúng ta đang tiêu khoảng 5 triệu là sống tốt. Thì với người đi làm chúng tôi cho thêm 1 triệu nữa cho những cái khoản tiêu khác liên quan tới các cái sinh hoạt phát sinh khi đi làm, thì chúng ta sẽ tiêu khoảng 6 triệu cho cái tuổi 23 và mới đi làm với mức lương 9 triệu và chúng ta tiết kiệm ra bất di bất dịch mỗi tháng phải tiết kiệm khoảng 2 triệu đồng. Chính xác là 2 triệu đồng. Thì năm 23 tuổi anh chị và các bạn sau 1 năm đi làm sẽ tiết kiệm được khoảng 24 triệu đồng. Có thể gửi về cho mẹ giữ hoặc có thể gửi ngân hàng. Nhưng cách tốt nhất là nên gửi ngân hàng
với cái mức lợi tức của lãi suất ngân hàng tiền gửi là 5% cho một năm. Thì năm thứ nhất chúng ta tiết kiệm được 24 triệu. Sang năm thứ hai sau một năm đi làm, trung bình mức lương của một người đi làm trưởng thành thì tăng khoảng 10% cho một năm. Thì mức lương của năm thứ hai, tức là năm 24 tuổi, chúng ta có mức lương là 9 triệu 9. Và chúng ta sẽ để dành ra, tăng thêm cái mức để dành là 2 triệu rưỡi mức tiền chúng ta còn để sử dụng chi tiêu là 7 triệu tư cho một tháng cho 24 tuổi. Và sau năm thứ hai thì chúng ta tiết kiệm thêm được mức tiết kiệm 2 triệu rưỡi là 30 triệu cho năm thứ hai. Năm thứ ba, tức là năm 25 tuổi, chúng ta tăng thêm được mức thu nhập là thêm 10%, tức là lương của chúng ta khoảng tầm 10,8 triệu đến 10,9 triệu. Chúng ta để dành thêm 500 nghìn cho một tháng nữa, tức là chúng ta để dành khoảng 3 triệu một tháng và chúng ta chi tiêu ở cái độ tuổi 25, mức chi tiêu là 7 triệu 9 cho cái công chuyện chúng ta đi làm. Và sau năm thứ 3 thì chúng ta tiết kiệm thêm được là 36 triệu đồng cho năm thứ 3 là ở mức 25 tuổi. Sang năm thứ 4, tức là năm 26 tuổi, chúng ta có cái lương tăng từ 10 triệu 8 lên mức 12 triệu đồng với mức tăng lương 10% một năm. Và chúng ta để dành thêm là 3 triệu rưỡi cho một tháng. Và mức chi tiêu của chúng ta gói gọn trong cái khoảng là 8 triệu rưỡi một tháng. Với cái 8 triệu rưỡi một tháng thì sau năm thứ 26 tuổi, tức là năm thứ 4, là chúng ta để dành được thêm 42 triệu đồng với mức để dành là 3,5 triệu. Sang năm thứ 5 là năm 27 tuổi, tức là chúng ta có mức thu nhập là 13,2 triệu đồng. Chúng ta để dành 4 triệu một tháng bất di bất dịch và chúng ta để dành được 48 triệu cho năm thứ 5. Cộng với việc là chúng ta sẽ chi tiêu trung bình là khoảng 9 triệu 2 cho năm 27 tuổi. Bước sang năm 28 tuổi thì chúng ta để dành ở mức 4 triệu rưỡi, mức thu nhập của chúng ta là 14 triệu rưỡi. Giống như là cái câu hỏi của anh chị và các bạn là thu nhập 14,5 đến 15 triệu ở tuổi 28 thì có mua được nhà hay không? Thì như vậy là năm nay chúng ta để dành 4 triệu rưỡi cho 28 tuổi và được 54 triệu. Vậy là 28 tuổi thì chúng ta đã có tổng cái mức để dành là như thế nào? Mức để dành năm 23 tuổi sau 5 năm thì mức này là từ 24 triệu gửi lãi ngân hàng 5% một năm thì nó thành 29 triệu. Năm 24 tuổi để dành 30 triệu lãi 5% một năm sau 3 năm thì nó thành 34,7 triệu. Năm 25 tuổi để dành được 36 triệu gửi lãi ngân hàng 2 năm thì nó thành 39 triệu 690 nghìn. Năm 27 tuổi để dành được 42 triệu 26 tuổi 42 triệu nó thành 44 triệu và năm 27 tuổi để dành được 48 triệu nó thành là 48 triệu luôn, bởi vì năm nay chưa có gửi lãi được. Sang năm 28 tuổi thì chúng ta để dành thêm được 54 triệu. Như vậy là tổng chúng ta để dành được là 29 triệu cộng 34,7 triệu cộng 39,6 triệu cộng 44 triệu cộng 48 triệu là thành 195 triệu. Cộng với năm 28 tuổi chúng ta tiết kiệm được 54 triệu. Như vậy là chúng ta có 250 triệu. Bắt đầu 28 tuổi thì thường thường là chúng ta thường bước vào cái độ tuổi lập gia đình. Và nếu ở một mình, một cá nhân thì chúng ta vẫn phải thuê một phòng trọ hoặc là thuê chung, thuê ghép với ai đó. Thì sau cái năm mà chúng ta bước sang cái tuổi lập gia đình thì hai người sẽ hợp lại. Thì nó sẽ có mức gọi là tiết kiệm, nó nằm ở đâu đó khoảng 500 triệu. Bởi vì mỗi người theo đúng cái quy trình tiết kiệm như vậy thì chúng ta sẽ tiết kiệm được khoảng 250 triệu. Lấy một người vợ kết hôn gia đình thì chưa kể những cái khoản tiền thưởng trong cái quá trình đi làm hoặc là những cái khoản mà chúng ta kiếm được sau 6 năm đi làm, từ mức 23, 24, 25, 26, 27, 28 là 6 năm chúng ta đi làm thì chúng ta vẫn có thể để ra được một khoản tiết kiệm khoảng 500 triệu không có sự trợ giúp của bất kỳ ai, với cái đúng cái mức mà chúng ta cần phải làm từ khi bắt đầu bước ra đi làm. Thì chúng ta có 500, như vậy là để mua được một căn hộ 1 tỷ rưỡi thì chúng ta phải vay đâu đó khoảng tầm là 1 tỷ đồng. Với một cái việc mà lập gia đình của hai người hợp lại thì chúng ta sẽ phải vay khoảng 1 tỷ. Mỗi tháng chúng ta trả cả lãi lẫn gốc, với cái kỳ hạn vay là 20 năm thì chúng ta trả lãi 13 triệu đồng. Và hai vợ chồng thì mức tổng thu nhập nó nằm ở khoảng từ 25 tới 30 triệu thì
thông thường thì chúng ta vẫn còn dư ra ở cái mức gọi là từ 15 triệu để chi tiêu, trong khi đó chúng ta đã có căn hộ để ở và không phải thuê mướn cái chỗ ở nữa. Thì rõ ràng là với cái cách thức làm đúng theo cái nguyên tắc như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể mua được một căn hộ ở gọi là thành phố với cái mức 1,5 tỷ đồng hoàn toàn bằng cái sức lao động bình thường của chúng ta, với cái nguyên tắc tiết kiệm và chi tiêu y như vậy thì chắc chắn sẽ làm được. Ngoài ra thì nếu như mà được sự hỗ trợ của gia đình 100, 200, 300 triệu tùy theo cái mức sống và cái khả năng hỗ trợ của từng gia đình thì chúng ta có thể nâng cái mức gọi là sở hữu căn hộ với mức giá cao hơn 1 tỷ rưỡi, tỷ 6, tỷ 7, tỷ 8. Thì hy vọng rằng là cái câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ với anh chị và các bạn trong cái việc là 28 tuổi lương 14,5 triệu đồng mua được nhà thành phố hay không, đem lại một cái động lực nhất định cho những anh chị và các bạn là người ở tỉnh lẻ, những bạn là đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, đến từ những cái khu vực nghèo ở các cái vùng tỉnh lẻ lên thành phố thì bằng cách nào để có thể làm được cái câu chuyện đó. Thì mong rằng anh chị và các bạn hãy tuân thủ đúng những cái thứ mà chúng tôi vừa chia sẻ, thì chắc chắn với cái mức lương 14,5 triệu đồng cho tuổi 28, rất nhiều anh chị và các bạn mức lương cao hơn, chúng tôi, anh chị và các bạn có thể tự và đưa ra cái mức tiết kiệm cao hơn, nhưng tối thiểu và điều đó là điều làm được thì chúng ta nên làm để có thể sở hữu một cái căn hộ hoặc là cái nơi ở cho cái mức tuổi 28 tuổi chuẩn bị cho cái câu chuyện gọi là lập gia đình. Và anh chị và các bạn cũng nên làm, nếu với cái câu chuyện là không có sự đột biến nào trong cái quá trình đi làm thì nên làm, bởi vì bắt đầu từ tuổi 29 thì chúng ta sẽ lập gia đình và sẽ có áp lực về tài chính của cái câu chuyện là con cái, cũng như là những cái câu chuyện là tài chính liên quan đến việc nuôi con, thì chúng ta không còn thời gian để có thể là tiết kiệm và cũng không thể khó có thể tiết kiệm để có thể là mua được nhà căn hộ cho tại thành phố Hồ Chí Minh nữa. Nếu như mà thấy video này hữu ích thì đừng quên like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh để cập nhật những video mới mà mỗi ngày hữu ích hơn trong thời gian sắp tới. Thân chào, hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.